Alo. Alo. Gì đây? Ừ, bán nhà hả? Nhà đấy bao nhiêu tiền? 42 tỷ á? Ừ, mày để ông nội mày ăn đi nhá. Tổ sư, không ai xem, đói thối cả mồm ra, bây giờ còn giới thiệu nhà đất. Pháp sư Trần Phiêu Diêu đâu rồi? Ui, nó đòi tiền nhà rồi. Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Đúng rồi, đúng rồi. Mới bước vào đây là tôi nghe cái mùi nhang khói rồi. Đó, đây đây đúng rồi, bàn thờ đây, bàn thờ đây. Đây chắc chắn là nhà của Pháp sư Trần Phiêu Diêu rồi. Dạ, em kính mời luật sư Trị vô ạ. Tôi đây. Luật sư. Bà làm cái gì cứ sồn sồn lên thế hả? Ủa vô nào vậy? Tôi đã nói với bà rồi, bà muốn ly dị, bà cứ tìm tới văn phòng luật sư của tôi, bà ký một phát là xong. Chứ tự nhiên bà tìm tới nhà Pháp sư làm cái gì? Ủa bây giờ ly dị thì cũng phải từ từ chứ. Trời đất ơi, chồng tôi sống bao nhiêu năm nay rồi mà cả năm nay ông mất tích, thì bây giờ tôi muốn biết là ông còn sống hay là ông đã chết. Mà chết thì phải thấy mặt, còn sống thì phải thấy xác chứ, đúng không? Tôi là luật sư chứ không phải pháp sư. Nhưng mà chồng bà mất tích một năm như thế là mất xác rồi. Cái gì? Mất xác rồi hả? Nhưng mà chưa có chết. Bị điên hả? Mất xác mà chưa chết là sao? Bà không hiểu gì hết, là đàn ông với nhau ấy, cái kiểu mà đi một năm mà không liên lạc với vợ là chắc chắn bị con bồ nhí nó bỏ bùa, nó bắt xác rồi, hiểu chưa? Trời ơi, hồi nãy nói người ta là đừng có tin vô ba cái vụ bùa ngải, mà giờ nói vậy đó, hai lời quá hả? Cái đấy là tôi nghe người ta nói thôi chứ tôi đâu có tin đâu. Tóm lại hôm nay là bà kêu tôi tới đây nhằm mục đích gì? Cầu hồn chồng tôi. Bà điên hả? Bà gọi hồn chồng bà lên mà kêu tôi là luật sư tới làm cái gì? Ủa, tới là phải có công chuyện để làm chứ. Anh làm gì? Anh làm luật sư đúng không? Thì anh phải có mặt ở đây. Đó, rồi một lát nữa cầu hồn chồng tôi lên, xác chồng tôi nhập vô, rồi lúc đó chồng tôi muốn cái gì, ông nói cái gì thì ông phải ghi chép lại, để mai mốt tôi làm di chúc thì có người làm chứng chứ. Bà bị dở người hả? Cái di chúc với ai người ta chứng? Bà nghĩ thẩm phán là Diêm Vương hay phán quan hay sao mà chứng cái di chúc gọi hồn đấy hả? Tôi mà đưa cái di chúc người chết lên khai như thế là người ta tước cái bằng luật sư của tôi luôn á. Rồi giờ có làm không? Thì làm mà làm nhưng phải cọc đi. Cọc gì? Nãy giờ có ai làm gì đâu cọc. Tôi nói bà cọc bao giờ, ý là bà cọc tiền cho tôi để tôi xử lý cái vụ ly dị của bà này. Thôi, không có cọc gì hết trơn á trời á. Tôi là tôi rất là giàu có cho nên đừng có sợ gì hết trơn trời nha. Làm xong đi hết một cục rồi tôi đưa luôn. Chứ tôi này giờ tôi không có thích cọc. Vậy đi, đừng có làm tiền tôi, có làm được gì đâu mà tiền này, bạc. Này bà khép ngay cái mồm lại nhá. Bà nói ai làm tiền? Tôi nói cho bà biết luật sư Trần Trừng Trị này làm tất cả công việc là vì cái tâm là chính. À vậy thôi tôi cảm ơn. Còn tiền là chính xác. Rồi rốt cuộc cũng là tiền đúng không? Chứ sao nữa, tôi là luật sư chứ có phải nhà sư mà không cần tiền hả? Thì có tiền thì nói đại đi. Nãy vô nơi nó nói vòng vo tao rất mệt muốn chết luôn à. Cuối cùng mới em mệt. Trời ơi, hết hồn hết vía vậy cha. Ở đâu ra vậy? Bây giờ bước ra đây thì cũng phải nhấn chuông, còn thôi gõ cửa chứ, còn thôi phải lên tiếng chứ, ra như vong vậy trời. Bà câm mồm nha. Bà vào đây là nhà tôi nha. Bà không bấm chuông, bà không gọi cửa nhá, không ai mở cửa, bà sòng sọc bà vào. Hai đứa đứng chửi nhau như mổ bò ấy này. Mời ngồi. Nhà tôi thích ngồi đâu tôi ngồi. Mời ngồi. Dạ. Đến đây có việc gì? Dạ tới gặp Pháp sư Trần Phiêu Diêu. Em đây. Ôi dồi ôi, chị gặp em là đúng rồi. Pháp sư Trần Phiêu Diêu hả? Trần Phiêu Diêu là em đây. Trời đất ơi, thương lắm nha, mê lắm nha. Không, mê cũng phải giữ đàng hoàng. Tôi ủ trinh tiết này lâu lắm rồi. Không phải thầy ơi, thầy biết sao không thầy? Hồi nào tới giờ con mới được nghe cái tiếng của Pháp sư Trần Phiêu Diêu, mà ngày hôm nay con mới được gặp mặt. Trời ơi, mừng quá. Thầy ơi, dạ, con đây, con tới. Thế hôm nay đến làm gì? Dạ con tới nhờ thầy cầu hồn chồng con. Cầu làm gì? Cái vong đây nó ngồi đây rồi. Này, ông ăn nói cho nó đàng hoàng nhá. Tôi là luật sư, tôi ăn nói nho nhã nó quen rồi. Vong nào đây?
ông nói cẩn thận là không còn răng đấy nhá. Tôi xin tự giới thiệu với ông, tôi chính là luật sư Trần Trừng Trị, còn đây là bà Diễm, thân chủ của tôi nhá. Dạ. Vâng. Luật sư Trần Trừng Trị. Thế hôm nay bà đến là để gọi vong cho chồng bà gì? Dạ dạ đúng rồi thầy. Thôi làm thủ tục đi. Dạ làm thủ tục ghi chép gì thầy? Vào việc ngay. Dạ ghi, ghi ghi gì? Tiền. À. Đặt tiền lễ chứ. À, dạ 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 dạ. Yên tâm thầy, cái gì chứ? Tiền là con nhanh lắm, đây đây. À, này này này. Gì? Hồi nãy tôi kêu đặt cọc thì không chịu đặt, bây giờ ông đã kêu đặt phát là đặt luôn là nào? Ủa cái nào thì ra cái đó chứ. Trời đất ơi, bây giờ mình cọc cái khúc bên đây trước đi, còn lát tôi cọc cái khúc bên kia sao? Ồ hay, bây giờ mày có tin nào là răng môi mày lấn lộn trước tao không? Đây là tiền lễ mà, người ta đang đi làm lễ. Đây đây đây, dạ dạ dạ, đây em gửi thầy. Dạ đó. Cảm ơn. Dạ. Này, tôi nói cho cậu nghe nha, tiền này là tôi cúng thánh, tôi không ăn. Cúng thánh cúng thần nha, ăn gì ở đây? Tiền cúng thánh cúng thần. Đây này, ông nhìn bàn thờ đấy, có cái gì trên cúng cho thánh không? Hoa không có, quả không có. À đây, có vài bông hoa loe que, lại còn hoa giả nữa chứ. Này cái thánh cúng thánh nào anh? Tổ sư này mà một tháng không có người xem tao cúng vào đâu. Lấy cái gì mà cúng cúng vào con mắt mày à? Ủa một tháng này ế lắm hả thầy? À không, cúng xong là dọn luôn. À cứ mỗi lần khách đến cúng xong là mình dọn xuống luôn. À, mình hạ ngay. À, à, hạ ngay rồi mình tán lộc ra. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Xin lỗi thầy. Tôi yên tâm đi, bà đến với tôi là đúng rồi, tôi làm vì cái tâm mà. Dạ dạ. Ôi rồi ôi, làm vì cái tâm. Tôi nói cho bà nghe, trên đời này chả có thằng nào làm vì cái tâm hết, tất cả là làm vì tiền hết. Sao không biết? Giống như tôi nè. Đấy đấy, nhớ mồm mà đúng nha. Thế đây này, cũng làm vì tiền thì đây cũng làm vì tiền thì sao? Này nhưng mà tôi khác, tôi nhận tiền là tôi bảo vệ thân chủ của tôi cãi vì cái lẽ phải chứ không như ông nhá. Rồi, thì rồi. Tôi kêu vong lên nó cũng nói lẽ phải đây đây. Này rồi. Ông nhận tiền người ta rồi xíu ông kêu vong thì vong nó không lên, ông có trả lại tiền cọc cho người ta không? Thế rồi. Bây giờ ông cãi cho người ta đưa tiền cọc cho ông cãi thua người ta ông có trả tiền lại cho người ta không? Eo ơi, này đừng có động chạm vào nghề nghiệp của nhau nhá. Này thế không muốn người ta động chạm đến nghề nghiệp của mình đừng động chạm đến nghề nghiệp của người ta nhá. Tôi có động chạm đến nghề nghiệp không? Mới động chạm đến nghề nghiệp của tôi. Thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi đi. Ông qua đây, qua đây. Luật sư, bây giờ tôi nói cho anh nghe nha. Luật sư là chỉ có tiếng nói ở trên tòa án thôi, còn ở đây là cái chỗ tâm linh, là thuộc về tòa sen rồi. Để cho thầy làm ăn được không? Đúng không thầy? Dạ lại thầy. Dạ. Dạ. Dạ mời thầy làm ạ. Rồi, mời vào. Dạ dạ. Ngồi đi. Ngồi không phải đi. Việc của mình mà. Thế ghi tên tuổi chồng cô vào đây đi. Rồi tôi làm sớ gọi vong luôn. Dạ 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 thầy ạ. Dạ. Rồi chưa? Dạ rồi thầy ạ. Con gửi thầy. Con ghi đầy đủ rồi thầy. Rồi tôi làm luôn nhá. Dạ dạ dạ. Ờ có cho phép con thôi thắp hương đi, gọi ông một tiếng đi rồi tôi làm luôn. Dạ dạ. Ai. Chồng ơi, hôm nay em đến đây thắp hương giái chồng. Giái chồng phù hộ cho em. Eo ơi. Dạ. Bà mới mở mồm mà nói cái gì đấy? Tôi giái chồng tôi. Trời đất ơi, ngay trước bàn thờ cho linh thiêng mà sao bà có thể nói cái câu đấy hả? Nó nói cái gì? Nó nói cái gì mà làm sao mà nói lại được? Ủa, nãy tôi nói là giái chồng phù hộ cho em. Con lạy bố nha. Cái đấy là tiếng vùng miền của người ta, đấy là van vái đấy ông ạ. Sao không nói là khấn chồng đi, nghe cho nó rõ ràng. Khấn là vùng của mình. Mình vái là vùng trong này. Vái thì phải phát âm rõ cho vái chứ. Nghe giật hết cả mình à. Thì ta đã bảo ngồi yên cơ lại. Trời ơi, vái chồng tôi mà cũng không yên nữa. Thôi thôi. Gì kỳ vậy trời. Mời bà ra đây. Dạ. Bà ngồi một lúc là bà đứng ở đây một lúc là ô uế hết cả bàn thờ thôi. Dạ. Đây tôi làm luôn nhá. Dạ dạ thầy. Phụng cống hoàng y tu tiết đàn duyên cầu vong nhập xác.
Tuế thư Nhâm Dần niên Kiểu Nguyệt thập bát nhật, nguyên Liễu Việt Nam quốc, Phú Yên tỉnh Đông Tác huyện, đệ tam xã, y vu tệ xá pháp sư Trần Phiêu Diêu, gia chú Trần Thị Diễm bảng mệnh sinh ư đinh mùi niên, hành canh ngũ thập lục tuế, thỉnh vong linh phu quân thế danh Nguyễn Văn Cù. Cù là có nhiều cù lắm đấy. Hả? Nhiều cù hay nào? Tôi nói mà. Có mỗi một cù thôi. Không, cù là có nhiều cù lắm. Ta nói có mỗi một cù mà sao nhà mày có mấy cù? Này, tôi là luật sư, tôi em nói là phải rõ ràng. Cù có nhiều cù, nó không may khi không gọi hồn cù này rồi cù kia lên thì sao? Trời ơi. Chưa gì mày tọng vào mồm tao. Cái này có ngày năm sinh tháng đẻ đây. Này. Nha. Có đúng tên cũng khác năm sinh nha. Đúng rồi, tôi ghi có đúng. Người ta đang đọc mà. Thôi ngồi vào đây luôn đi. À dạ dạ dạ. Hôm nay cứ không ai động chạm đến mày, mày cũng thò thò mõm vào. Nghe thấy thì phải nói chứ. Trên Bính Ngọ niên, ngày 9 tháng 9 1966 hành canh ngũ thập thất tuế. Trời ơi, anh ơi, cu lên rồi anh ơi, cu lên rồi anh ơi, cu lên rồi. Cu bên đây mới lên, bên đây không lên nhá. Cu lên rồi. Cu. Trời ơi, cu ơi, em nhớ cu quá, cu ơi. Cu ơi, một năm nay rồi em không nhìn thấy mặt cu ơi. Hả? Trời ơi, cu lên có nghĩa là chồng tôi chết rồi hả? Cu chết rồi mà còn lên được thế mới tài với lại. Mẹ tao tao. Ôi, anh, chồng ơi, anh cu ơi, em nè, em là vợ của anh nè, em là Diễm nè. Chị hai à? Hả? Chị nhi lộn người rồi. Em không phải là chồng của chị. Chị... Ủa không phải là... Em là em chồng của chị đây. Em chồng? Không phải anh cu hả? Em với anh cu là hai anh em sinh đôi. Trời! Khi cha mẹ sinh hai anh em ra đều đặt tên Nguyễn Văn Cu, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng em chỉ sống có một tháng rồi em lìa xa cõi đời. Chắc là gia đình mình sợ buồn cho nên không nhắc. Bây giờ em về đây để em gặp chị. Thầy ông kêu hay quá trời hay luôn à. Trời ơi, kêu cô anh mà cô em lên. Trời ơi trời. Trời ơi. Đó, hồi nãy tôi đã nói là cu có nhiều cu lắm mà không, pháp sư không tin. Đó, bây giờ này, kêu mà hai cu lên chưa? Này, tôi nói là cu này này, có cu gáy này, cu ngói này, rồi cu Pháp, cu Đức này, cu Malaysia này, cu Hà Lan này, tóm lại là nước nào cũng có cu. Không, tôi nhớ. Ông này nói đúng, ngày xưa cha mẹ để phân biệt là kêu anh hai là cu gáy, còn em là cu ngói. Đúng rồi, ngày xưa là ba mẹ chồng tôi là thấy chồng tôi khó nuôi cho nên đặt tên là cu gáy đó, hai gáy đó. Dạ. Ủa em ơi, vậy bây giờ em có gặp anh em không? Em không có gặp được anh hai. Chắc là anh hai còn sống cho nên em không có gặp được. Anh hai còn sống hả? Ở chồng chị còn sống. Bây giờ anh ở đâu? Thì sao vậy? Chị hai ơi, visa có hạn. Em không ở trên trần gian lâu được nữa. Em phải đi rồi. Ủa, khoan. Nhưng trước khi đi, em muốn dặn chị hai cái này. Chị nghe. Chị hai. Sao? Có đơn phương ly dị kiếm cái văn phòng luật sư khác. Cái thằng quỷ này cái mặt nó không có tin tưởng được. Chị nghe em đi, nó quỷ ma lắm. Nói cái gì đấy hả? Này, thầy bà mà anh nói như thế hả?
Thầy ba mà này, ông nói văn phòng là luật sư là làm ăn không đàng hoàng hả? Cái gì đây, cái gì ông chửi tôi kinh đây? Ông mới nói bà này là đi tìm văn phòng luật sư khác, cái mặt tôi không có uy tín xong nhá. Ô, tôi có nói đâu. Ôi mồm mới nói xong mà. Không, tôi không nói, ông nghe giọng gì? Giọng nam. Giọng nam đâu phải tôi. Vong nói. Không phải tôi. Vong nào nói mất dạy vậy hả? Vong em rể tôi mà em... Kỳ cục ha. Vong bà đúng vừa rồi. Gọi lên mà. Đúng rồi, vong đó, vong. Tôi có nói làm gì? Không phải thầy nói đâu mà. Không phải thầy nói đâu. Nha. Trời đất ơi, con cảm ơn thầy. Nhờ thầy mà con biết là chồng của con còn sống. Dạ con xin tạ lễ thêm. Dạ con xin tạ lễ thêm à. Dạ ơi, dạ này, cho con này. Gửi ạ. Dạ. Này. Hả? Bà đừng có nói là nãy giờ bà tin nhá. Tin chứ sao không tin? Gọi cô anh mà cô em lên mà tin hả? Bây giờ con phân biệt cô anh cô em, miễn cô có lên là được rồi. Trời đất ơi, thôi bây giờ không có nói nhiều nữa. Bây giờ gia đình tôi hạnh phúc rồi, chồng tôi về. Tôi cũng cảm ơn thầy nhiều nha, chồng con còn sống. Vâng, con chị. Về nha thầy. Ê, thế còn cái đơn ly dị xử lý xong rồi con ký rồi con đưa tiền cho tôi chứ? Khùng quá, ký gì? Bây giờ chồng tôi còn sống rồi ly dị gì nữa. Thôi hủy hợp đồng nha, con cảm ơn thầy. Dạ ê, con đi. Bà hủy hợp đồng này, hợp đồng thế nào? Ông có khép mồm lại không hả? Không. Ông mồm. Cười cái gì đấy? Ta thích ta cười. Ông có tin ông cười nữa tôi kêu Bolit bắt ông không hả? Mời mày. Tao rước mày mời Bolit vào đây đấy. Này thằng con tao nó nói từ bé tới đây này. Nó bảo là luật sư này, bác sĩ này, gọi thì còn có bằng để rút. Còn làm pháp sư như tôi á, bằng chó đâu mà rút. Gơm. Ông hay lắm. Không hay mà người ta mang tiền đến. Mà ông cứ đợi đấy nhá. Tôi nói cho ông nghe, ông là chỉ có qua mặt để những người nhẹ dạ cả tin thôi. Còn có luật sư như tôi, ông đừng có hòng qua mặt tôi mà buôn thần bán thánh nhá. Ta buôn thần bán thánh lúc nào? Hả? Ta buôn thần bán thánh lúc nào? Mày vào đây mày có thấy cái hình thần, hình thánh nào ở đây không? Mày muốn thì mày ra ngoài chợ ấy, nhiều cái tiệm nó buôn nó bán ngoài đấy kìa. Ta có bán buôn gì đâu. Này, nói như thế nha, thánh vật phải chết. Ui rồi thánh vật chết này, tôi nói cho ông nghe, ông đừng có hù tôi. Cuộc đời luật sư Trần Trường Trị này không biết sợ ai trên đời này nhá. Rồi, gơm. Dạ anh nghe vợ ơi. Hả? Ui rồi anh đây. Ừ, 3T của lòng em đây. Ui rồi ôi, em nghe 3T nói này. Ừ, nãy giờ anh đi gặp thân chủ, chứ có đi đâu đâu. Em ơi, sao động một tí mà em to tiếng như thế? Hả? Cái gì? Tiền nhà, tiền nước, tiền con học á hả? Không, à, bây giờ em có tiền em ứng trước đi, rồi có gì xíu anh về anh đưa tiền sau nhá. Hả? Em mà sao động một chút xíu là em đòi đánh anh là sao? Trời ơi, cả ngày em chửi anh giờ còn đòi đánh nữa. Hả? Ly dị á hả? Anh lạy em, anh van em đừng có ly dị. Cái gì? Đánh xong ly dị hả? Trời ơi, em ơi. Tôi là luật sư, tôi chưa biết sợ ai. Alo, anh ơi, vợ đây. Kinh thật. Đơm. Cái đấy là tôi nể vợ thôi nhá. Sợ bỏ mẹ mặt xanh gì đít nhai rồi. Thôi đi về đi. Đây ông xong việc rồi. Ông không cần phải đuổi, tôi tự biết tôi về nhá. Về. Ở đây không tiếp nhá. Mất mối làm ăn. Đơm. Này. Có thật là ông gọi được hồn không? Bây giờ tự dưng mày vào mày hỏi tao làm gì? Nói thật là hồi nãy là tôi vào là tôi không có tin. Nhưng mà thấy ông gọi anh cu em lên hay quá. Bây giờ là tôi bán tín bán nghi rồi đấy. Không ấy, bây giờ ông gọi hộ hồn cho tôi được không? Thích gọi luôn. Ừ, tại nói thật với ông là như ông nghe đấy. Tôi có bà vợ ấy, dữ dằn quá. Ở với bà mà tôi sợ chết quá luôn. Chửi xong có lúc còn hai cứ đuổi đánh nhau không à. Mà ông biết đấy, tôi là luật sư mà tôi cãi không lại bà ấy luôn mới đau chứ. Không ấy, bây giờ tôi lâu lắm chưa có một người để tâm sự ấy. Ông gọi hồn lên cho tôi tâm sự nhá. Được thôi. Ừ. Thì cứ làm thủ tục đi. Thủ tục gì? Tiền. Cúng thánh mà. Gọi hộ là cúng tiền hả? Gọi hộ làm sao hộ được. Thế mày có cho tao nước bọt hộ? Thế bớt một nửa được không? Không, giá niêm yết bớt gì. Có tiền nào? 1 triệu hả?
À mà này, là như hồi nãy là xíu cái hồn nó lên là nó cũng sẽ nhập vào xác của ông á hả? Đúng rồi. Eo ơi, nhập vào xác người khác được không? Sao thế? Tôi đang cần người tâm sự, mà bây giờ nó nhập vào xác ông, nhìn cái mặt ông nó hãm lắm, không tâm sự được. À, muốn nhập vào người khác cái gì? Muốn nhập người khác thì tiền lên gấp rưỡi. Lên thì nhanh thế. Bỏ thêm, bây giờ tao hỏi mày, nếu mà nhập vào thẳng tao, tao không phải cần phải đi xe xăng cộ gì cả. Nhập vào người khác người ta phải xăng cộ chứ. Bỏ thêm thì gọi, không thêm thì thôi mang đây, về. Đây, đây, được rồi, 500 nữa nhá. Rồi, tôi ghi tên vào đây. Gọi ai thì ghi vào đây. Gọi vợ cũ của tôi đi. Ừ. À mà thôi, không. Sao đấy? Không, không, xé nhá, xé coi như chưa nói gì nhá. Ừ. Con vợ cũ còn giữ hơn con vợ bây giờ nữa. À thế à? Nó đánh liên tiếp luôn nữa. Nghiệp mày nặng đấy. Hả? Vợ bây giờ là còn có cãi được, con vợ cũ ngày xưa ấy. Nó bây không giờ mở mồm. Gọi ai? Đây, đây, gọi, à, gọi bồ lên nhá. Ừ, ai cũng được. Mối tình đầu nhá. Ừ. Đây. Rồi, thế gọi luôn nhá. Ừ. Ấy luật sư Trần Trưng chỉ này, cái gì? Hồi nãy tôi mới đưa thêm tiền là để hồn nó nhập vào xác khác nhá. Ông dùng mình như này là hồn nó nhập vào xác ông nữa hả? Ô tiên sư mày, cứ phải vong nhập mới dùng mình à? Nãy giờ tao lạnh ra mắc thiểu, tao dùng mình được không? Cái mày vô duyên đấy. Vào luôn. Ai đấy? Đấy, nó nhập vào đấy. Nhanh thế hả? Ui, tao hú cái có ngay. Ba Tê. Trời ba Tê ơi. Ba Tê gọi đúng tên tôi là đúng mối tình đầu của tôi rồi. Bởi vì cái tên Ba Tê này là chỉ có những người thân thiết với tôi mới biết thôi. À, nickname ông là Ba Tê à? Đúng rồi. Ui giời ơi, ông ơi, bây giờ tôi biết tên ông Ba Tê rồi. Mai mốt tôi ăn bánh mì, tôi không cần Ba Tê. Kinh lắm, nhìn ông kinh lắm. Ba Tê, bánh mì nè. Hờ, đấy, ăn bánh mì không, thế này lại ngon này. Bánh mì là phải có Ba Tê. Ăn vô một cái là mê em liền. Trời ơi, đúng là bánh mì của anh đây rồi. Em ơi, em còn nhớ gì vậy? Cái gì vậy? Mới gặp anh móc cái gì? Anh móc cái gì? Móc cái gì? Anh móc cái gì ra? Don't move. Don't move, anh móc cái gì? Anh móc đầu hàng cái gì? Anh đầu hàng cái gì? Không, đây, không. Cờ trắng là đầu hàng rồi. Đầu hàng hồi nào? Chứ cái gì đây? Cái này là cái khăn kỷ niệm của hai đứa mình mà. Anh định móc nó cho em xem chứ có móc cái gì đâu. Khăn kỷ niệm gì? Kỷ niệm của hai đứa đó. Chiếc khăn tay mẹ may cho em. Trên cành hoa, mẹ có thêu con chuột. Ơi! Con chim. Ông nói theo con chuột. À thế à? Con này trời cũng quái ơi, đúng đấy. Rồi. Đúng rồi. Em xin lỗi chuột của em. Đứng lên em xin lỗi anh. Trời, bệnh nghề nghiệp á, anh mà cứ sáp sáp vô vậy là em sẽ hành động ngay. Ủa vậy hả? Anh đừng có làm vậy nữa, em sợ nha. Bệnh nghề nghiệp là sao? Ngày xưa còn sống em có làm cái gì đâu, anh mới chơi không mà. Đó là hồi còn sống thôi. Nhưng mà khi xuống dưới đó, bây giờ em có công ăn việc làm ổn định lắm. Ủa dưới đấy em đi làm luôn hả? Dạ. Dưới đấy em làm cái gì đấy? Police. Dưới đấy cũng cần police hả? Ở đâu chả cần police. Đúng. Ở trên trần này á, còn ít. Ở dưới cô hồn các đảng nhiều, còn cần gấp mấy lần police cơ. Rõ ràng. Anh biết không, em làm police ở dưới á, lương cũng ổn lắm. Trời ơi, công việc cũng nhẹ nhàng, bởi vì em mới chần chờ em không đi đầu thai đó. Vậy hả? Thấy em ở dưới đấy có công ăn việc làm ổn định, anh cũng mừng quá. Thì bởi, anh biết không? Ừ. Ở dưới đây em đi làm á, em mua nhà nè, em mua xe nè, em xây dựng tổ ấm huyên ương của hai đứa mình nè. Anh biết không? Hình anh, tên anh em để sẵn, để kế bên hình em, tên em. Trời ơi, em nghĩ ngày mình đoàn tụ là hạnh phúc lắm. Anh, không mấy mai anh xuống ở với em nha. Đấy, đấy. Điên hả? Được đấy, ta thấy thần sắc ông là đi là được rồi đấy. Đi. Điên hả? Anh ơi. Ông xuống với ta đi. Điên à? Tôi trên này còn vợ còn con, nó xuống làm sao được? Cái gì? Chết mày. Rồi mày cũng anh nói xuống. Cái gì? Ô, anh lỡ mồm thôi. Anh còn vợ còn con anh nữa. Anh còn vợ còn con anh nữa, giờ anh kêu tôi lên đây làm cái gì?
Trời ơi, không phải mà. Ý là, ý anh lên đây là để tâm sự thôi. Em bình không, tĩnh mà. Anh đừng gạt tôi, anh đừng gạt tôi. Trời ơi, chết rồi. Chết thằng được nào. Nếu anh không muốn xuống, vậy thì tôi sẽ bắt anh xuống. Tôi sẽ bắt cả hồn lẫn xác của anh. Trọng mù. Em ơi, đừng bắn anh em ơi. Trọng mù. Trọng mù. Ủa em đang ở đâu vậy? Chết mẹ rồi. Ủa hai người là ai vậy? À cháu ơi, cháu đi nhầm nhà rồi. Ủa trời ơi, hồi nãy đang đứng toilet xếp hàng get like dài ơi là dài ngoài, sao tự nhiên ở giờ ở đây vậy? Thôi bây giờ con đi ra đi get like tiếp đi nha. Trời ơi, đã xa đã lạnh rồi đứng xếp hàng mệt muốn chết, nó giờ ra ra xếp hàng lại từ đầu hả? Ừ. Kỳ quá hả? Trời ơi. À, trời ơi, đường nào đây lạ quá. Ôi, sợ quá. May là dưới đấy nó làm bolit đấy. Dưới đấy mà nó làm lính đặc công là nãy giờ đánh tôi chết rồi đấy. Mẹ tao cũng chết theo. Con bồ mày khiếp quá. Ôi ôi. Người yêu mày hãi hùng quá. Thôi xong rồi đấy, về đi. Thỏa mãn rồi gì? Chưa. Ô. Nãy giờ đã tâm sự đâu lên, nó đánh nó đạp không à? Thằng này có cái thú lạ nhỉ? Không. Thú đau thương đấy. Bây giờ về là còn ấm ức lắm. Không ấy, gọi cho tôi người nữa đi. Gọi nữa à? Mối tình thứ hai. Thôi cũng được, thôi tôi làm phúc cho. Nói chung là tôi cũng muốn làm phúc. Thế bây giờ bỏ tiền vào đi. Mới mở mồm ra nói làm phúc cho mà. Thế làm phúc cũng phải có ăn mới làm phúc chứ. Không có ăn tiền đâu ra làm phúc. Bỏ tiền đi. Cứ bỏ ra 500 nữa nhá. Rồi, đằng này được rồi. Ghi tên vào đây. Ghi mà nhầm nhé, tao gọi con khác là bị chết đấy. Thôi, lần này không nhầm được. Con này là con nào đây? Này tên Huệ. À, là cái gì của ông? Đây, mối tình thứ hai, hiền dịu nết na. À. Thỉnh vong chân thị Huệ à. Hiền ngộ nhập. Trời ơi, về tới quê hương rồi. Em về tới quê hương rồi. Trời đất ơi, quê nhà em đây nè. Trời đất ơi, lâu lắm rồi mới về lại quê hương đó. Trời về làng quê, sao mấy năm xa xôi mắc dịch. Con đường năm nào, giờ hai bên bóng gió tràn lan. Thôi! Này, mày cũng chơi hệ này à? Ông bị điên à? Này là ở đâu vào ấy chứ làm gì mà tôi gu mặn thế này? Em nói hai anh nghe đừng bất ngờ. Em mới qua Bangkok em chuyển giới. Trời, mới chuyển xong, người còn nhức chỉ còn hở luôn chứ bộ. Đi ngang nhà tính về ngủ, mày dông dí nó réo hay sao? Xác em, xác đồng, xác hội như cái công viên vậy đó. Ai muốn vô, vô, muốn ra, ra hả? Nó nghe đang cầu dông phải không? Đúng rồi. Cầu lẹ đi, dông xếp hàng đợi em không đó. Thôi, đừng nhập. Nhập xong rồi. Muộn. Ông điên rồi, nhập này thì tâm sự làm sao được hả? Ông nhìn cái này mặt làm sao tâm sự mặt này? Mặt này muốn tâm thần luôn á. Cuộc đời mày đen lắm con ạ. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Bây giờ không muốn nhìn mặt tôi, nhìn mặt nó cũng được. Không nhìn mặt ông còn đỡ hơn nhá. Không. Không ấy, ông cho nó hồn nó nhập không? Ông nói quá, người ta đã thẩm mỹ rồi này. Đấy, mắt đẹp này, mũi đẹp này, điện nước đầy đủ này. Đấy, chỉ có răng là hơi thừa tí thôi. Thầy, thầy nói cái xác mà cái dông nó cũng bực nghe thầy. Con rút răng phóng nát bàn thờ nhà thầy nghe. Anh Ba Tê. Đấy, đúng luôn rồi, đúng Ba Tê luôn rồi. Đúng này, Huệ đây rồi. Thôi bây giờ ấy, nhiều khi lúc nãy có tôi ở đây người ta ngại ấy, người ta đánh đập ông. Còn bây giờ thôi đứng đây tâm sự đi, tôi vào trong. Khi nào có chuyện việc gì cứ gọi tôi nhá. Trời ơi, ông ơi không được đâu, ông phải ở đây với tôi. Tôi Ba Tê này không thể tâm sự với Ba Đê này được. Đấy. Này, nó mà nghe được một cái ông chết nát xương. Cứ tâm sự đi nhá. Con gì cứ gọi anh. Qua đây với em. Thôi anh đứng ở đây cũng được em ạ.
từ dưới địa ngục lên mệt lắm nghe không? Qua đây chơi với em. Thôi anh đứng ở đây cũng được. Qua đây. Thôi. Qua đây. Ui dồi ôi. Ôi, ê, ê, à. Luật sư gì lì dữ vậy mày? Ở bển ôm nhôm mà, đây điện nước không ôm. Cái xác này mới sửa xong nó ngon cơm lắm. Như cái bếp vậy đó, hai bếp ga nè, thấy không? Không ấy em cười mà em khép hết cái mồm này được không? Đừng để hở 10 hàm răng ra được không em? Anh ơi, ơi, em nói anh nghe nè, nhiều khi nhờ cái xác này mà miệng em mà anh mới khớp nhau đó anh. Anh khớp chưa? Không 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 à, không thôi à. Em ơi thôi thôi, anh chưa quen với lại cái xác này em à. Anh kỳ quá à. Nay kêu lên đây nhớ em phải không? À, anh kêu em lên đây để tâm sự. How are you? I'm fine. And you? Em gay. Không. I'm good. I'm good. Em lộn cái xác này nó mới chuyển giới em bị liệu. Em good. Good hả? Anh khỏe phải không? Anh khỏe. Em khỏe chứ? Khỏe sao không khỏe? Em ơi em ơi. Em có phải là phụ nữ 100% mà em khỏe như con trâu đó em? Anh ơi em biết rồi anh ơi, em phụ nữ 100% mà cái xác thằng này 50-50 anh ơi. Em không cản được cái lực của nó. Thôi xin lỗi anh. Lại để nói chuyện đi anh. Nhớ em thiệt phải không? Anh nhớ em nhiều lắm. Dạ. Em nói thiệt em cũng nhớ anh dữ lắm luôn đó. Ở dưới đấy em có gặp vợ anh không? À vợ anh phải không? Ừ. Bà chết mấy năm rồi. Đúng rồi, vợ cũ anh đó. Bà sắp đầu thai rồi. Vậy hả? Nhưng mà không có gặp. Vợ lớn anh đã tầng 5. Em ở tầng 18 lận. Em làm gì mà ở sâu thế? Trời ơi, cái tội giật chồng ta ở sâu lắm anh ơi. Thiệt. Sâu lắm. Em sâu. Bao nhiêu việc ở dưới đếm không làm, em đi làm nghề giật chồng là sao? Trời đất ơi, giật chồng là đam mê em mà anh. Má ơi. Em nói anh nghe, đáng lẽ em được giảm án lâu rồi đó, mà chứng nào tật đó, cứ mỗi lần mà địa ngục tháng 7 ngày rằm đó, mở cửa ngục cho cô hồn lên giật cô hồn, anh nhớ không? Mấy con bạn em đó, đứng giật cô hồn, đứa giật cóc nè, giật ổi, giật mía, giật heo, giật gà. Em đâu thèm giật, đứng canh giật chồng ta không hả? Trời ơi. Đẹp á, đáng lẽ giảm án bởi vì cái đó mà chồng chất tội đó. Hả? Em ở địa ngục tới giờ sắp có thẻ xanh rồi đó anh. Hả? Em ơi. Nghe anh nói này. Em đừng có đi giật chồng người ta nữa. Cái đấy không có tốt đâu. Anh ơi. Anh em dành trọn đời để giật chồng người ta mà anh. Má ơi. Trời đất ơi, đi vui thấy bà luôn biểu ngừng. Em nói anh nghe, không phải muốn giật là giật đâu nghe không. Giật chồng mà năng khiếu trời ban. Thông minh dữ lắm mới có gan giật chồng. Giật chồng đâu phải nằm không. Phải hỏi han ngắm nghía nhà chồng người ta. Vợ nó hung dữ mình né ra, vợ nó khờ khờ chút mình tha về xài. Mà giật chồng đừng giật lâu dài, mình giật ngắn hạn để khỏi ai nghi ngờ. Thà sống một kiếp bơ vơ, xài chồng thiên hạ xây tua cho đỡ ghiền, anh hiểu không? Nhưng mà em nói anh nghe, cái gì cũng có quả báo. Em chốt thêm câu cuối, giật chồng sống sướng như tiên, lúc chết xuống dưới nằm nguyên con trong chảo dầu. Thiệt. Ôi, em ơi, em giật chồng tâm huyết như thế này, em ở tầng 18 là chưa có sâu đâu. Chứ tầng mấy anh? Em phải ở tầng 108 nhá. Hèn chi, hôm bữa với lục đục xây dưới rồi đó anh. Chắc dành riêng cho em quá. Trời ơi. Nhớ anh dễ sợ luôn á. Anh cũng bắt đầu thấy nhớ em rồi đấy. Em méo đầu thai mấy lần rồi chứ bộ. Mỗi lần Diêm Vương kêu ra xử, mình tao giật chồng phải xử ba mặt một lời. Vợ lớn anh bên đó, em bên này, thiếu mình anh thôi đó. Anh chết lẹ đi em, đầu thai sớm sớm. Thôi anh lại em. Anh lại em nhá. Anh chưa chết được đâu, anh còn nhiều thứ trên trần gian lắm. Vậy bữa nay lên á, có gì cho em không? Anh lên đây tâm sự thôi. Mày rảnh mày? Tầng 18 lên đây tâm sự với mày hả? Ủa thì hai đứa lâu ngày không gặp nhau, thì hôm nay gặp được thầy Pháp rồi kêu đây hai đứa tâm sự. Em buồn anh dữ lắm luôn đó anh. Từ ngày em chết đó nghe, hồi lúc còn sống á, anh cho tiền em shopping hoài hà. Từ ngày chết mấy năm nay, mỗi lần đám giỗ không đốt gì trơn trọi á. Bạn bè, gia đình em đốt quần áo nè, tivi nè, tủ lạnh, máy giặt, nhà lầu, xe hơi. Anh không đốt gì trời. Ê, bây giờ trên này iPhone mấy rồi anh? iPhone mấy rồi? iPhone 14. Quê mùa. Ở dưới địa ngục xài iPhone 19 rồi.
iPhone 19 rồi hả? Cái màn hình của iPhone 19 nó bự như màn hình LED vậy đó anh. Mỗi lần ra đường đâu có xách theo được, mướn xe tải chở điện thoại theo đó. Màn hình bự lắm, mỗi lần bấm nằm ngửa ra lấy chân nháy ấy ấy nó cũng chạy nữa. Chỉ có điện có loa nó hơi bự, mỗi lần gọi điện FaceTime á cả tầng 18 nghe chung vậy đó anh. Mày mốt đốt cho em cái Bluetooth đi, nói chuyện với kín đáo. Vậy hả? Không cần, không cần. Đốt cái cây mà, cái cây ở dưới trên đây kêu là cái cây live stream á. Cây live stream làm gì? Em review địa ngục. Trời đất ơi, em tạo TikTok nha. Em review chảo dầu nè, review cháo lú nè. Chỉ cần mà hàng đầu trâu mặt ngựa nó xuất hiện một cảnh thôi, triệu view một clip đó anh. Thôi được rồi em ơi. Được không? Thôi cái này từ từ để anh đốt. Bởi vì là nói thật với em là bây giờ ở trên này anh không có tiền. Tiền cà phê, tiền thuốc lá, tiền ăn anh còn không có dư. Mà tiền đâu mà mua đồ đốt cho em. Mày không có tiền cầu vong lên chi mày? Mày rảnh không? Ủa cầu lên để tâm sự mà. Tao đâu có rảnh. Tôi đang chịu tội dưới từ tầng 18 này đi. Tôi đút lót mỗi tầng chút chút mới lên gặp mày được. Mày không đốt tiền không chơi gì, xuống dưới sao được nữa mày? Ủa sao lên trên này tâm sự mà sao đòi tiền thế? Cho em tiền đi em đi shopping. Cho làm gì có tiền nữa mà cho. Thí dụ giờ không đốt, đưa em tiền mặt đi em xài cho. Đưa tiền mặt tiêu sao được? Nhập vô cái xác này cả đời xài luôn. Được không, có tiền không? Anh không có tiền mà. Cho em tiền không, đi. Không có mà. Đưa tiền đây đi. Đưa cút đi. Trời ơi, đây là vợ đã đòi tiền rồi, giờ vong lên cũng đòi tiền nữa. Cái người sống đòi tiền, giờ người chết cũng đòi tiền. Kêu lên chi, đuổi gì đuổi tà, đuổi vong vậy? Cô là vong mà tôi phải đuổi chứ. Bây giờ cô có đi, tôi đạp một phát là cả xác lẫn hồn là đi luôn nhá. Thôi đưa tiền cho em đi mà. Đã nói là không có tiền mà đưa lại tiền hồn đi. Không có tiền xuất hồn đi, xuất hồn đi. Tao không xuất. Xuất đi. Không muốn xuất là xuất liền được hả? Trời ơi, pháp sư ơi. Ê, cho em tiền đi anh. Trời ơi, pháp sư ơi. Ai? Cứu luật sư với. Nói nghe nè, ổng không cứu đâu, chỉ có chú Ngạn cứu được anh thôi. Trời ơi, chú Ngạn ơi, cứu con. À. Cái xác này ghê quá. Anh nè. Anh. Anh ơi. Nó đi chưa? Ba, xong rồi, quơ tiền. Này, sao mày sắm bộ đồ kinh thế? Mày... bóng ngang ngửa bộ phi bóng của ba đó. Mày có BD thiệt không? BD giả thôi, làm theo kế hoạch của ba mà. Ba chọc mày thôi, đây, quả tiền đây là anh. Của con nhá. Yeah. Rồi xong rồi đưa con bạn gái mày luôn. Đây, bạn gái, đi rồi, biết rồi. Đi xa rồi, à. Xa rồi bác. Đấy. Con này hôm nay diễn cũng tốt lắm đấy. Dạ. Thế bây giờ ấy, cứ chia nhau. Mai mốt đây tao giới thiệu mày sang Thúy Nga diễn. Ôi giời, chị thiệt hả bác? Trời ơi. Ngon, dạ. ngon. Anh, coi như là từ nãy giờ anh và tất cả mọi người trong tiết mục đã thể hiện lại những vai diễn mà chỉ là một phần nhỏ trong những vở kịch mà chú Ngạn viết đúng không anh? Đúng rồi. Cái vai Pháp Sư Trần Phi Diêu này á là chú Ngạn viết cho anh rất là lâu rồi. Và khán giả cũng nhớ cái vai diễn Trần Phi Diêu này rất là nhiều. Đó là trong cái vở là Âm Dương Đôi Đường. Yeah. Còn vai của Mạc Văn Khoa là do anh Kiều Linh đóng. Và luật sư Trần Tường Kỵ. Và còn nhiều cái kịch bản khác nữa. Dạ, còn bản thân em thì hết sức ấn tượng với vở kịch Con Sáo Sang Sông. À, còn con thì con ấn tượng với lại vở kịch là Sao Em Nỡ Vội Lấy Tiền ạ. À, còn trong ký ức của con còn nhớ nữa mà là một vở kịch Thà Ăn Mày Hơn Ăn Cướp. Dạ, yeah. Mình còn có chung một mái nhà Trẻ Mãi Không Già và rất nhiều nữa. Nhưng em nghĩ đêm nay, dầu rằng mọi người nói là giả từ sân khấu, nhưng em nghĩ vậy nè anh, nghệ sĩ thì có thể là có tuổi, nhưng mà sức sáng tạo của nghệ sĩ chứ không có tuổi đâu anh ha. Đúng rồi. Ngày hôm nay á, là chúng ta giả từ MC Nguyễn Ngọc Ngạn, nhưng chúng ta vẫn muốn đón nhận những tác phẩm mới của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Yeah. Và những cái kịch bản thật là ấn tượng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Dạ, em chắc chắn với anh, với mọi người là dầu rằng chú Ngạn giả từ sân khấu, nhưng tác phẩm và nhân vật mà chú đã cống hiến cho sân khấu thì không bao giờ giả từ tình thương của quý khán giả. Yeah.